trẻ hóa đôi mắt với máy massage mắt Rapido. Với hiệu quả massage giúp trẻ hóa mắt, máy massage mắt Rapido sở hữu thiết kế độc quyền tiên tiến nhất hiện nay. Với thiết kế 6 xung huyệt xung quanh vùng hốc mắt cùng 3 bài tập massage được cài đặt sẵn theo các tần số rung riêng biệt, mang lại hiệu quả rõ rệt sau mỗi lần đeo. Đặc biệt, giúp lưu thông máu toàn bộ khu vực quanh mắt một cách rõ rệt. Với hệ thống sửa nhiệt 3 cấp độ, hiệu quả sau một liệu trình sử dụng 1 tuần. Giảm quầng thâm mắt, giảm dấu hiệu lão hóa mắt, giảm vết chân chim, thư giãn, giảm căng thẳng mắt. Máy massage mắt Rapido, sự lựa chọn thông minh